Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 15 tháng 10 của Game Bóng Đá TV. Sau một năm hoãn trao giải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quả bóng vàng chính thức trở lại. Theo đó, France Football sớm công bố danh sách 30 ứng cử viên cho giải thưởng năm nay. Và trong lúc mọi người đang tung hô Messi, thì Sir Alex Ferguson lại không nghĩ như vậy. Huyền thoại người Scotland đã chỉ ra một cái tên khác, và nó sẽ là mở đầu cho bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Jorginho, Lionel Messi, Karim Benzema hay Robert Lewandowski được đánh giá là có cơ hội lớn giành quả bóng vàng năm nay. Cá nhân Cristiano Ronaldo cũng có một năm đáng nhớ khi thiết lập nhiều kỷ lục và là vua phản lưới ở Serie A và Euro 2020. Chia sẻ trên tờ Marca, Sir Alex Ferguson khẳng định Ronaldo xứng đáng đoạt quả bóng vàng 2021. Năm nay cậu ấy phá vỡ hết kỷ lục ghi bàn này tới kỷ lục ghi bàn khác. Sir Alex Ferguson có lý do để chọn Ronaldo. CR7 hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất từ trước đến nay tại đấu trường Champions League, cũng lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ronaldo cũng vượt qua Pele và Joseph Bican để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng chuyên nghiệp nhất trong lịch sử bóng đá. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ duy nhất giành chiến thắng vua phá lưới ở 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga và Serie A. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn là một trong những thuyền trưởng nổi tiếng tại châu Âu và ông đã cập nhật về tương lai của Kylian Mbappe, cho thấy rằng tình hình hiện tại với PSG đang rộng mở và mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Điều này khác xa với những lời khẳng định của giám đốc thể thao Leonardo cũng như chủ tịch Nasser Al-Khelaifi rằng Mbappe sẽ ở lại và các cuộc đàm phán gia hạn đang diễn ra. Những tuyên bố của Pochettino có thể là thông tin tuyệt vời dành cho các cổ động viên của Real Madrid. Pochettino nói chi tiết trong một cuộc phỏng vấn với Cop và Radio Marca. Kylian sẽ đưa ra quyết định mà cậu ấy phải đưa ra và câu lạc bộ sẽ làm mọi thứ có thể để giữ cậu ấy lại, bởi vì chúng tôi đang sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở tuổi 22. Ai cũng biết rằng PSG muốn cậu ấy tiếp tục ở đây thêm nhiều năm nữa. Câu lạc bộ sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy tiếp tục ở đây. Tôi hiểu rằng mọi thứ đang mở và trong tương lai bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vị trí của vài tháng trước có thể thay đổi trong tương lai. PSG có tham vọng và chắc chắn có khả năng thuyết phục và đề nghị cậu ấy gia hạn. PSG sẽ cung cấp những thứ để Kylian có thể ở lại và hạnh phúc. Khả năng cậu ấy có thể thay đổi quyết định là ở đó. Tôi không nghi ngờ rằng Mbappe ở đẳng cấp của Messi hay Cristiano Ronaldo. Thật may mắn khi có cậu ấy ở đây cùng với Neymar và Messi. Thật hài lòng khi thấy cậu ấy trong mỗi buổi tập. Rõ ràng là cậu ấy là một trong những tài năng lớn. Cậu ấy là hiện tại và tương lai của PSG. Theo các nguồn tin uy tín ở Tây Ban Nha, Ferran Torres đã bị dạn xương bàn chân và phải nghỉ thi đấu 6 tuần tới. Ngôi sao của Man City có thể tránh được chấn thương nặng nếu không cố gắng thi đấu trận chung kết Nations League với Pháp. Tờ Marca cho biết, Torres đã dính chấn thương từ trận bán kết với Italia nhưng vẫn nhịn đau ra sân. Ở trận thua Pháp, tiền đạo đa năng này cũng chơi đến phút thứ 84. Trở lại Man City, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy Torres sẽ phải ngồi ngoài đến giữa tháng 11. Điều đó đồng nghĩa Torres sẽ bỏ lỡ một loạt trận đấu của Man City, bao gồm hai trận đấu với Club Brugge ở Champions League và trận derby Manchester với MU tại Premier League. Tiền đạo 21 tuổi nhiều khả năng cũng vắng mặt trong hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 với Hy Lạp và Thụy Điển. Chấn thương mới của Torres khiến huấn luyện viên Pep Guardiola rất tức giận. Theo Goal, Guardiola rất thất vọng khi tiền đạo người đồng hương không quan tâm đến lợi ích của Man City. Mùa giải này, Sterling không được ưu ái dưới thời Guardiola khi anh mới chỉ có 3 lần thi đấu ở Premier League và Champions League cho đến nay. Còn ở đội tuyển Anh, sau một kỳ Euro 2020 đầy sôi nổi, Sterling vẫn là trụ cột trong kế hoạch của Gareth Southgate và bắt đầu ở vòng loại World Cup gặp tuyển Hungary. Nhưng thật tiếc, vị thế của Sterling ở đội Man City là một câu chuyện khác. Man Xanh đã chi tới 100 triệu bảng cho Jack Grealish vào mùa hè, người chơi ở cùng vị trí với anh. Có những nghi ngờ Sterling xích mích với huấn luyện viên Pep Guardiola và đây là lý do tại sao anh không được thi đấu nhiều. Trong khi nhiều đội muốn có Sterling thì anh lại ngồi dự bị nhiều ở Man City mùa này. Không chỉ vì sự góp mặt của Grealish, huấn luyện viên Guardiola ngày càng tin tưởng tài năng trẻ Phil Foden, đồng thời thử nghiệm thành công việc đẩy Gabriel Jesus từ trung phong ra cánh. Tháng trước, MU đã đưa ra lời đề nghị về bản hợp đồng mới với Jesse Lingard.
Tuy nhiên, tiền vệ này đã từ chối dù bản hợp đồng hiện tại giữa anh và đội chủ sân Old Trafford chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải. Hiện tại Lingard đang cân nhắc về khả năng rời MU để được ra sân thường xuyên hơn thay vì chỉ vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ sinh năm 1992 mong muốn thể hiện được khả năng nhiều hơn nữa để có vị trí trong đội hình của đội tuyển Anh dự World Cup 2022 vào cuối năm sau. Nếu Lingard không ký tiếp hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford, anh sẽ được tự do đàm phán với bất cứ câu lạc bộ nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Báo chí Anh và Tây Ban Nha khẳng định đã có hai đội bóng sẵn sàng chiêu mộ Lingard theo dạng miễn phí vào mùa hè năm 2022 là Barca và AC Milan. Hiện tại cả Barca và AC Milan đều đang có lực lượng không quá mạnh nên Lingard hoàn toàn có thể tranh suất đá chính nếu đến những câu lạc bộ này. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, trường hợp làm bạn trên giường bệnh của các cầu thủ Real tiếp tục gia tăng. Theo Marca, Real Madrid đang khó chịu vì lịch thi đấu và hậu quả mà nó mang lại. Eder Militao, Eden Hazard và David Alaba là ba cái tên vừa trở lại Bernabeu vì lý do chấn thương. Điều này khiến đội bóng hoàng gia lo lắng. Hazard vắng mặt, Ancelotti có vài sự lựa chọn khác trên hàng công. Song hàng thủ của Real sẽ vô cùng khó khăn khi mất hai trụ cột là Militao và Alaba. Với việc Dani Carvajal, Ferland Mendy hay Marcelo chưa thể trở lại, Ancelotti sẽ phải nghĩ ra cách giải quyết tình hình thiếu nhân sự ở hậu phương. Hàng thủ của Real chưa bao giờ được đánh giá cao. Với một hàng thủ chắp vá như thế này, không bất ngờ nếu Los Blancos bị đối thủ xé lưới trong các trận đấu tiếp theo. Sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman khép lại, huấn luyện viên trưởng của đội Bala SC đã chủ động liên hệ với người đại diện của Hoàng Đức. Ông Bader Al-Mamari ấn tượng với màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 14 trên sân Sultan Qaboos ở thủ đô Muscat. Bước đầu, thông qua đại diện của tiền vệ 23 tuổi, câu lạc bộ Bala SC gửi tin nhắn điện tử bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức. Đại diện của đội bóng Oman cho biết rất ấn tượng trước màn trình diễn đẳng cấp của tiền vệ mang áo số 14. Họ hy vọng Hoàng Đức sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Bala SC ở mùa giải 2021-2022. Bala SC là đội bóng giàu truyền thống của Oman. Đội bóng này đang được chơi ở giải Omantel League, giải đấu cao nhất của nước này. Ở mùa giải 2020-2021, Bala SC đang tạm xếp thứ 6 sau 10 lượt trận. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Đức nhận được lời đề nghị chiêu mộ từ phía các đội bóng nước ngoài. Trong số này, đương kim vô địch Thái League Batum United là cái tên theo đuổi Hoàng Đức sát sao nhất. Hợp đồng của Hoàng Đức với Viettel còn đến hết mùa giải năm 2024. Nếu muốn ra nước ngoài chơi bóng, tiền vệ gốc Hải Dương có lẽ cần phải đợi đến khi kết thúc hợp đồng với Viettel. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang chờ làm thủ tục xin visa để sang Hàn Quốc phẫu thuật đầu gối. Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho việc phẫu thuật của Đoàn Văn Hậu. Bác sĩ câu lạc bộ Hà Nội là Kim Quang Jae phát hiện ra tình trạng không ổn của Văn Hậu. Ông lên phương án cho Hậu sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật và điều trị. Với mối quan hệ của mình, ông Kim có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cầu thủ sinh năm 1999 trong thời gian ở Hàn Quốc. Với hai bàn thắng vào lưới Trung Quốc và Oman, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam đã lọt top bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng của AFC. Tiền đạo ngôi sao của Hàn Quốc Son Heung-min cũng góp mặt trong danh sách này nhờ hai bàn thắng vào lưới Syria và Iran. AFC sẽ công bố giải thưởng dựa trên số phiếu bình chọn của người hâm mộ trên trang chủ AFC. Cuộc bình chọn này sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 10 tới. Theo những kết quả bình chọn hiện tại, Tiến Linh đang chiếm hơn 50% số phiếu, bỏ xa người đang tạm xếp thứ hai là Asmal của Iran 18,15%. Trong khi đó, ngôi sao đang chơi bóng ở ngoài hạng Anh, Son Heung-min, chỉ nhận được 4,27% số phiếu bình chọn. Ulay, cầu thủ từng ghi hai bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam, mới chỉ nhận được 3,46% lượt bình chọn. Ngay lúc này, sức mạnh của cộng đồng mạng Việt Nam đang cần sử dụng mạnh nhất có thể. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Tạm biệt các bạn, tôi cũng tranh thủ đi làm một vote cho Tiến Linh đây. Xin chào và hẹn gặp lại!